Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đã tác động đến hầu khắp khu vực Bắc Bộ, gây mưa rông và giảm nhiệt trên toàn khu vực. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng trong đợt lạnh này ở khu vực đồng bằng chỉ từ 19 cho tới 22 độ, khu vực vùng núi từ 17 cho đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ và trời chuyển rét. Còn vào ban ngày, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô nên trời ít đến quang mây, nắng và hanh khô với mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực quanh ngưỡng 27 cho tới 30 độ. Sang tới ngày mùng 3, mùng 4 tháng 10, nhiệt độ giảm nhẹ thêm khoảng 1 đến 2 độ nữa. Với Trung Bộ, không khí lạnh dồn xuống tương tác với địa hình gây mưa dông cho khu vực từ Nghệ An trở vào tới Thừa Thiên Huế với lượng mưa trung bình là 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to là trên 150 mm. Mưa dự kiến sẽ duy trì trong hôm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 10 và sau đó sẽ giảm dần. Do mưa nhiều nên nhiệt độ tại miền Trung cũng sẽ giảm hẳn trong những ngày tới. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 26 tới 29 độ, có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trời mát. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp diễn mưa rào rải rác về chiều tối. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, cơn bão số 5 với tên quốc tế là Catron vẫn đang giữ cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Đang di chuyển rất chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm và đổi hướng Bắc Đông Bắc, đi ra ngoài Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, phía Đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ, sóng thấp, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 1 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.